Thưa quý vị và các bạn, vào tối qua tại khu di tích chiến thắng Sương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt đối với địa điểm di tích chiến thắng Sương Giang và khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang. Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Quân khu 1, một số tỉnh bạn và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đông đảo người dân, du khách. Tại buổi lễ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với địa điểm chiến thắng Sương Giang. Trước đó, ngày 31 tháng 12 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận di tích lịch sử này là di tích quốc gia đặc biệt. Chi lăng Sương Giang là một địa danh ghi đậm dấu ấn của cuộc kháng chiến chống giặc Minh của dân tộc. Chiến thắng Sương Giang là điển hình của nghệ thuật quân sự lấy ít thắng nhiều, lấy yếu đánh mạnh của nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi trực tiếp lãnh đạo đánh đuổi giặc Minh cách đây gần 600 năm. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định chiến thắng Sương Giang là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đập tan âm mưu đồng hóa văn hóa, chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh đối với nước Đại Việt, mở ra thời kỳ độc lập. Tuần lễ văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2020 được khai mạc với chủ đề Bắc Giang, vùng đất thiêng Tây Yên Tử. Hoạt động này diễn ra từ ngày mùng 5 Tết đến hết ngày 19 tháng Giêng với hơn 20 hoạt động chủ yếu diễn ra ở tất cả 10 huyện, thành phố trong tỉnh.